nó nọ giờ nó bây giờ này chỉ tu bây giờ sợi kia đã có một chế nữa bây giờ một chế chế người ta thấy được tiếng cái cú sọ tới chỗ cái chữ cho là tua được bên này pro sơn gió ở trái nó nè tua tôn tôn nô cái tua tôn để chắp tôn nữa mà nó nè tua tôn chim không chim mà à bây một chế nó nọ sẽ vẫn à chị ơi nó mà tôi còn nó bên nhau chín cho củ nhỏ của tôi là tiền không nó của tôi là giải bay nung go giải bay thì đó tôi gọi đây mà hôm nay vậy có chẳng thấy bao nhiêu trong đó những chỉ củ bao nhiêu bên đó này vô mà nó bao nhiêu đấy ô tôi khai mấy những cái vui vui đó hát cho đi ít nhiều mấy trò chơi trong này tua cho tụi tao mà nè ta ai tới cô ta lý ha à tụi chỉ tua là tôn đề là mà thôi y như là cái gì tụi chỉ tua là y cái đấy mà tua cơ thế á thì là cái gì tụi chỉ tua à đã trẻ con đúng chưa đã trẻ con đúng hay cũng thấy hoa tua nọ rồi một cú đá tụt phải nè dạ cú đá xin chơi mà đã cho tao chấm lên nè, chụp cái luôn. À, ở bên là đồ nó sẽ là tua cái co, nó nè. Luôn, luôn. Nhớ trong chỗ này chờ nè chờ tí chờ không chờ dư xóa lăng xóa tủ. Đuôi. Ta bắt con gà cơ. Nó là cái nó đâu phải mà bên nó đâu chín nút chín mà nó bây giờ sợ cái một cái đó này à vì mà con tôi đây tao chồng chỉ cho con tu bà tao nhớ gì nhất thì có đây nó là cái phê chờ này thì tu bây giờ đã ăn một cái gì lâu rồi à tôi ủa tôi tao đi tìm thế cô đặt chế là không được không bao to thế gì có lẽ là mama một chế thế gì nó ba tay một chế gì nó là tài lòng rồi tôi anh thử nó bé nó á cho chế tự à cô luôn luôn à cho bé giảm nhỏ sơ đời à người cô à mọi người cái anh cho ở đây là tôi là bé nó có lẽ hai nhung nhung chia cơ đi chia yu nghĩ gì mà lo nhung gì là tôi tết tôi hái lo đi lo nó tôi yu nó tôi tết tôi hái lo đi lo thì yu suy nè yu nghĩ yu gì mà theo lu yu để theo ô tô trả cho nhà tôi đi cái này có tiền không có mất xin nói chơi muốn cho nó vỏ cho hồi nó đun đun mà để cá cơ gì đưa cái đun trứng xíu. Chơi cái bao hoàn thế lo mà. Chơi tụi nó lo cho tao xíu mèo. Tao cũng phô kia ăn sả ấy. Tao xíu à. Ủa, tao xíu. Bao hoàn thế đâu, nãy hao hoàn thế không nào đâu. Hao nhỏ rồi hơi phải nó chỉ tao nói phải lấy. Tí nhá, phải lấy bao tao rằng. Tụi lo rằng chỉ lấy rồi. Chơi cá cơ. Tao nhăn rằng lấy à mèo, tao lấy. Nó tụt phát mà ha. Ok nha. Nên những phỏ chí chân rồi. Đó khá thì cho ba rồi tới nó hay rồi. Ồ, tao xìa. Xìa thì lấy mà. Không có thứ gì kìa mà hơi bơ. Tụt thả khó khăn mà em. Xìa rồi. Xe đi một trâu. Bây giờ nó không có trồng tàu cho là trâu. Nó được phát chủ lấy cho nó trông mỏ nó nữa. Cái gì tôi bán nó lấy. Bây giờ tôi chỉ chế chứ. Tôi chỉ chế ta tàu. Nó chế sơn nó chế. Nó chế nó chế. Nó chế nó chế. Nó chế nó chế. Nó mà giết tao, tôi sẽ chia sẻ thật lâu. Nó chỉ muốn điều.
托马摸嘛。马九，小杨早上把阿万那给你把大跳，我们接过了，我们接过了。再给俺的搞到一个雪条啊，都热闹。吃，泡我。我揉搓。哟，没事，那个白骨堆那骨堆都二泡沫了，没事，哪头。我揉几滴水。没事，泡完么？就把那弄好了，弄完来搁那去干，别又去拉。那白啊，白了。那不能再搁那再干了，不行了，弄了。那白啊，白了，那弄哪了？嗯，拿去。嗯。妈，怎么？我来这个人那边拿。来，那你包上面都。脸都大了，真的。没事，去那个你播没来啊？你播在干啊？你播在喊吃啊？打倒，别倒那菜了，那菜别进来吃都别，那干么接去拿了？一股打倒哇！摔着，那就牛了，叫了我边弄菜呢。爹爹，你把上的就黑菜别叫老跳。嗯。过啊。再那，那妈，这你多少？你多少切了？你多少？多切老少？那边那么呢？那边那菜 OK 啊？啊，要越到来啦！所以呀，如果我一零八五五，但是他到来，哇，去熬，啊，也。然后也有么多人在那都有钱，嗯。嗯。你讲球别那么硬，照顾，照顾好，那是吃得爽，现在也吃得嗨着。哎，木姐呢？他今天姐，我带伊他去，今天对你厉害。没有白摸。喂，奶奶，我叫。别到了，别发起到那牙去啊！冬姐，冬姐，这个灯啊，就没多了。这是冻啊！这白马白着老脚，这是你干些？你干些？你干些？冻个吧，弄弄毛多结啊！要毛毛长嘛。终于谈了嘛，看到好了咯，干嘛这样啊？用那个斧头啊，然后杀猪的直接搞一个啊！呀，到时那大嘞咯，到时家那大嘞。对。不哩，我多你钱那个做好，多你钱，我也多你钱少，多你钱少的。不要。
是那边老母，我洗着好了就折好了呢。哦，折弄个漂亮。那这个泡沫好的，吃好了。中国的雕，那你都让我洗差不多了呢，那我好炸的修。哎，不来啊，明菜，怎么不来啊？我起来就忙到碰你爸爸，哥。哎，吃嘛呢？姑妈过来，我起来，吃汤不？你老干爹爹了，哎，到了，来，来白木，你好对。老妈来，走走走走，带车，那路路。要呢。เออเจ๊ทำนู่นเหรอเจ๊เป็นหน้าหมอนอ่ะสไลด์ไม่ได้เรามีเรามีเจ๊ปอดแต่ฉันน่ะเป็นเราเนาะเจ้าเขาหรือจอดเจ๊เขาเนาะเนาะจอมาต้นเจ๊สี่เนาะที่เตี้ยเลยเลยต้นเนาะนู่นนั่งนู่นนั่งเชจีเนาะเชียเลยว่ามีเจ๊เนาะว่ามีของเนาะของเขาจุยันเชอยู่ที่มันเนี่ยอยู่ซึ่งแต่ยังไม่เนี่ยย้อนนอกเจ๋วไอ้หายต้นย้อนนอกเจ๋วก็เสียชาเลยอ่ะแต่จะเจ๋วนอกเลยสู้อีลูกยศจีจุกผักกินอ่ะย้อนแต่ก็ย้อนตัวเองย้อนจุดนู้นย้อนแต่ก็จุดยังก็ไม่เนี่ยสิแล้วใจอาชีพแล้วจะเจ๋วนอกแล้วมั่วกดลำเบี้ยก็หัดสับก็จิตชอบปอขี้เนี้ยไปรู้เด็กเต้จิตชอบปอเราหัวตัวเด้ของเราหัวตัวเด้เราจะเราจะเจนเราแล้วเมื่อพัดเราจบขี้เนี้ยตีสีเราก็ต่อชีวิตเราต่อลำเบียนเราเจริญมุกปั๊บใหม่อ่ะต้นย้อนเรามาก็เสียชาเลยจริงจังก็เสียเลยแต่เมื่อยันเที่ยวต้องเที่ยวนั่นเที่ยวจีนเราจะว่าจะเที่ยวฮะอีเที่ยวแต่ละมันก็ฟ้าร้องอะไรใจเราเลยก็จะอยู่อาชีพเราเท่าไหร่ก็น้องเรียนก็น้องเรียนก็ฟ้าได้